Em đi cái đường này giờ nghe anh nói em mới dùng ra cái tầm vĩ đại của nó. Nó chỉ cho anh nhiều hơn. Mấy cái chủ đề á, cái sở du lịch của đấy, thứ ba là tập trung nè. Giống như mày công đi từ Quảng Cái vô luôn. Xe bao trắng về đây Quảng Long Hạ Long á, cẩm cái đường anh đi chưa? Đi nữa đó, đi hướng về Trung Quốc. Tới cao tốc của cái đoạn đó đẹp dữ vậy. Ok, sẵn sàng nhé. Thương hiệu Quốc luôn. Tự nhiên nghĩ ngồi nhịn cơ. Đúng rồi. Đây, ông ba đây ngồi nhịn đây, đúng rồi. Ok.